chào bạn ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu sang cái entity framework một framework được sử dụng khá là nhiều trong các ứng dụng của .net hiện tại cụ thể là MVC và .net core thì trước khi chúng ta tìm hiểu sang cái entity framework làm việc với ado .net data model rồi chúng ta thao tác các dữ liệu thông qua cái framework này để tương tác với cái SQL server uh, uh, hoặc là một cái database nào đó thì uh, chúng ta sẽ tìm hiểu qua trước uh, đó là cái phần link Như vậy thì link là cái gì? Link là chữ viết tắt của language integrated query thì được Microsoft giới thiệu trong cái phiên bản .net ở cái uh, .net framework 3.5 thì tương ứng với cái Visual 2008 là chúng ta đã có cái đến râm quốc này và cái đến râm quốc này nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc uh, giữa cái các đối tượng cũng như là cái dữ liệu với nhau. Đây, thì cũng như các bạn đã biết thì uh, khi chúng ta làm việc với uh, các cơ sở dữ liệu như là sql server hay là xml hay là oracle gì đó vân vân thì chúng ta đều học cái cách để chúng ta làm việc với các cơ sở dữ liệu đó thông qua một một cái đối tượng nào đó tôi giả sử như các bạn cần làm việc với access thì các bạn phải tìm hiểu qua cái gọi là OLDB và chúng ta làm việc với các đối tượng của OLDB như là OLDB Common, OLDB Connect, rồi OLDB Data gì đó vân vân. Thì ở server thì các bạn cũng tiếp tục À, chúng ta tìm hiểu qua những cái SQL server client uh, như các đối tượng như là SQL connection, SQL command hoặc là SQL data reader v.v Thì khi các bạn làm việc với bất kỳ một cái data nào uh, có cấu trúc hay không cấu trúc thì các bạn đều phải học thêm cho mình một cái ngôn ngữ khác, hay khác hơn là một cái tri vấn để các bạn có thể làm việc với cái cơ sở dữ liệu của mình và clean uh, nó ra đời. Uh, giúp cho chúng ta làm cái việc đó trở nên dễ dàng hơn thông qua các keyword work uh, thông qua các 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 toán tử như là chúng ta làm việc với cây uh, trong các 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 câu truy vấn của SQL server đây OK như vậy thì uh, các bạn có thể viết các câu truy vấn clean uh, trong SQL uh, với tất cả các database mà các bạn đang muốn ví dụ như là SQL Server hay là XML hay là Azure gì đó hay là một cái tập hợp tất cả các đối tượng Và nó hỗ trợ cho mình một cái i number label hoặc một cái i number label t interface thì các bạn đều có thể sử dụng cái link để chúng ta viết các câu truy vấn đó điều quan trọng hơn là uh, truy vấn link nó cũng hỗ trợ cho các đối tác khác đặc biệt là cái đối tác thứ ba khi chúng ta nhúng vào trong cái dự án của chúng ta đang làm việc à, ví dụ như các bạn có thể uh, sử dụng cái uh, address hay là các bạn sử dụng những cái telleris hay bất cứ gì là các công cụ thứ ba hay là những cái service những cái web service hay là những cái database gì đó vân vân thì các bạn vẫn sử dụng được tri vấn clean để chúng ta làm việc với các phần mà các bạn đang thực hiện ở trong đó ok thì đối với cái tri vấn link thì um, các bạn sử dụng nó thì các bạn phải có một cái project mới ha, chúng ta tạo một cái project mới rồi chúng ta tri vấn các dữ liệu trên cái project đó hoặc là các bạn có thể làm việc với các cơ sở liệu trực tiếp thông qua SQL Server và đối với clean này thì các bạn cứ an tâm từ cái phiên bản 3.5 trở đi thì chúng ta đều có hết và chúng ta cứ sử dụng bình thường và tôi muốn nói lại với các bạn là lean là một tri vấn khá là hay và chúng ta làm trong đó chúng ta phải làm cái này để cho đơn giản hóa cái vấn đề chúng ta triển khai các dự án phần mềm và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang cái cách làm việc của nó để chúng ta thấy được cái clean nó hay à, thì các bạn cũng Uh, để ý và chúng ta cũng thấy là cái khi chúng ta làm việc với link chúng ta sẽ có 3 phần cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái nguồn dữ liệu gọi là data source. thì ở đây tôi khai báo cho bạn một cái mảng gồm 4 phần tử và cái mảng đó, đó có tên là co là điểm đấy và chúng ta phải viết các câu truy vấn đây là cái thứ hai chúng ta viết cái câu truy vấn à, câu truy vấn này thông qua cái từ khóa rom qua và select giống như là cái câu truy vấn trong sql và chúng ta đã có thì ở đây nó chỉ có một số cái nó khác một chút thôi thì trong cái quá trình các bạn học về cái tin này thì tôi sẽ chia sẻ thêm cũng như là trong quá trình các bạn triển khai dự án các bạn cũng sẽ nắm thêm các một số cái kỹ thuật khác trong linh và cái thứ ba rất là quan trọng để tri vấn linh nó có thể thực hiện được đó là các bạn thực thi cái câu lệnh thông qua cái dòng là for each for it nó sẽ duyệt qua các dữ liệu trong cái tập hợp của cái iernambo raibo này đấy OK thì ở đây các bạn cũng có thể hình dung ở đây cũng là một cái dữ liệu cái, cái dữ liệu từ cái cái SQL Server mà nó không phải là một dữ liệu thô như thế này thì ở đây các bạn cũng thấy có cái dữ liệu sẵn có nghĩa là chúng ta đã có được cái dữ liệu rồi cái thứ hai là các bạn sẽ thực hiện một câu truy vấn uh, from where select vân vân và cái cuối cùng là chỉ cần các bạn duyệt uh, duyệt qua cái ý, uh, cái dữ liệu này là như xong thì đối với đây thì các bạn cái dữ liệu trả về của cái link nó là một cái ờ, uh, nó là một cái tập hợp dữ liệu thì chúng ta có thể sử dụng cái từ khóa và để thay thế nó dẫn được bình thường ok thì coi như cái loạt bài đầu tiên này tôi muốn giới thiệu đến các bạn về cái link uh, chúng ta có thể đọc là LINK hoặc là link queue đó là và nó được phát triển như thế nào, và được tích hợp như thế nào và lý do tại sao chúng ta phải sử dụng nó và cách sử sử dụng nó như thế nào thì tôi cũng đã cho các bạn thấy được. Ok, uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.